Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạt 11 trên 19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo trên 20% sau khi sáp nhập từ hai xã Nậm Cang và Nậm Xài. Đến nay, sau gần một năm, xã Liên Minh thị xã Sapa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả này thực sự đáng ghi nhận và việc khai thác các thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội chính là một cách làm hiệu quả để Liên Minh đạt được những bước tiến đáng kể. Những vườn cây ăn quả tại thôn Bản Xài là điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã Liên Minh. Mặc dù năm nay tiêu thụ nông sản có gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng người nông dân nơi đây vẫn dành nhiều kỳ vọng vào hướng phát triển kinh tế này. Thực tế, riêng đối với vườn cam gần 6 hectare này, những năm trước đã mang lại thu nhập tiền tỷ cho người nông dân. Không phải là coi như vậy là khó khăn mà người nông dân phải là chuồn bước, tức là bằng mọi cách, mọi coi như vậy là biện pháp để tiêu thụ được sản phẩm. Và để tiến tới là coi như vậy là trong tương lai thì nó coi như vậy là có những cái khởi sắc hơn về trong cái quá trình đầu tư cũng như là tiêu thụ. Và phải có cách làm mới, liên kết lại với nhau, rồi thì bàn bạc với nhau tháo gỡ những cái khó khăn trong cái quá trình tiêu thụ sản phẩm ở thị trường. Với những địa bàn vùng cao, diện tích đất canh tác hạn hẹp, không thuận lợi cho trồng trọt, thì những mô hình chăn nuôi như thế này lại phát huy được hiệu quả tích cực. Tại thôn Nậm Than, hộ gia đình ông Vàng A Pủa đã tiên phong làm mô hình nuôi nhốt gia súc. Mạnh dạn từ bỏ tập quán chăn nuôi chăn thả từ bao đời nay, anh Pủa đã cất công đi học hỏi, tìm hiểu mô hình nuôi trâu vỗ béo ở các địa phương khác như Simacai, Bảo Thắng. Đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua 4 con trâu vỗ béo, gia cố lại chuồng trại, trồng cỏ voi, tiến hành ủ cỏ chua. Mỗi ngày, anh Pủa tích lũy thêm cho mình những kiến thức kinh nghiệm quý báu để có thể chăm sóc hiệu quả đàn trâu. Gia đình là quyết tâm trong tay và làm. Kết quả nó như nó thì là một hai lứa sau nữa thì mình mới biết là phải làm này thì mới được. Cái này thì cũng không nói thì cũng không có cái gì khó cả. Quan trọng là mình chỉ quyết tâm thì mình mới làm được. Cho con ra ngoài đồng thì nó nhàn hơn rồi. Mình không phải cho nó ăn, mình không phải cho nó ăn, mình không phải rửa chuồng. Ở đây thì bây giờ mình phải trực cả ngày cơ. Nên cả ngày mẹ hôn, có hôn thì phải hai người thay nhau. Mấy ông buổi sáng thì mấy ông buổi trưa. Cái này thì chắc chắn là mình đắn nuôi nhốt đấy thì chắc chắn là bảo đảm hơn là mình thả ngoài rồi. Ở xã Liên Minh, mặc dù không có quá nhiều mô hình kinh tế nổi bật với quy mô lớn, nhưng ở mỗi thôn, mỗi khu vực, tùy vào điều kiện thực tế, cấp ủy chính quyền địa phương đã có định hướng cho người dân khai thác tiềm năng thế mạnh để xóa đói giảm nghèo. Ngoài trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò hàng hóa, ở Liên Minh còn có mô hình nuôi cá nước lạnh, mô hình dệt thổ cẩm của người Sa Phó hay mô hình du lịch cộng đồng. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân trong xã đã là 36,2 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,2%. Các giải pháp để mà nâng cao thu nhập người dân thì về hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc và định hướng cho người dân là đi sẽ đi học hỏi những cái mô hình mà các giống như các xã bạn mà đã làm được. Nhất là xã cũng sẽ tập trung vào các hộ gia đình đã có cái mô hình sẵn, chia sẻ kinh nghiệm cho những các hộ dân là tiếp tục là học tập là thêm để nhân rộng cái mô hình của mình lên. Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Liên Minh đã tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư với trên 136 tỷ đồng. Cùng với đó là sự đồng thuận của người dân và hướng đi đúng đắn của địa phương đã từng bước làm cho đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.